Pha nước sôi vô. Khoảng mấy ly? Nhắm chừng là biết đâu. Hồi giờ làm nắm chừng không? Tùy theo người thích, bỏ tí xíu muối nha. Mình ăn kiểu mình. Một tí lệch bột lên gà vô. Nhiều lúc mình ăn không có bột, không có chén. Chiên bánh xèo. Xong, tao bột. Mùng 7 Tết Tân Sửu, ba hôm trước bão tuyết, không đi chợ được, điện cũng không có nữa, ngày có 4 tiếng à. Còn bao nhiêu nước cúp điện? Hôm nay đổ bánh xèo, có nhiều làm nhiều, tùy cơ ứng biến. Có mực, có tôm, su su, bào, bột bánh xèo làm theo kiểu miền trong. Còn qua đây, làm theo kiểu Nha Trang, bánh xèo màu trắng mà lại mềm. Cho mọi người coi tôm này đặc biệt, có tiền mua cũng không được nè, vì nó nhỏ quá không có ai bán hết. Tôm này là quăng chài câu được, là mồi câu, những thì cỡ ứng biến lấy ra làm đồ ăn luôn. Size tôm này nhỏ lắm, cái này phải từ 120 tới 150 con một phao lận. Tôm rất là nhỏ nên không có ai bán hết. Dầu ô liu,
Hai cái lớn là kiểu Sài Gòn miền trong, cái màu trắng là kiểu Nha Trang đó, đặc biệt nó mềm không có giòn. Dầu ô liu không thôi, anh bảo đảm không sao hết. Bánh xèo nóng hổi, vừa làm vừa ăn giòn ngon, rau hơi thiếu. Hôm qua tin tức TV nói mấy người vô chợ phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới vô chợ được vì bão tuyết tới. Tùy cơ ứng biến, bánh xèo bự màu vàng thì miền trong, màu trắng thì bánh xèo Nha Trang. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn.